Ừ, cô chú anh chị em mến, nó đi đang quay tại nhà cụ chị em lo nhà cụ cậu chú Nam Vũ Linh thôi, cô chú anh chị và các bạn. Đó, con lúc khi nay đi ra ngoài đường luôn cô chú anh chị và các bạn. Con lúc khi đi ra ngoài đường luôn nhé. Lúc kỳ. Đó, nó chửi giúp tiêu. Nó chuyên môn là chửi giúp tiêu thôi, của chú chị và các bạn. Con rất mong của chú chị và các bạn đăng ký và cho kênh một like để kênh có động lực làm theo tiếp theo cho cô chú chị và các bạn cùng xem nhé. Con lúc kia rất là dễ thương luôn cô chú anh chị và các bạn. Tuy là nó không ôm vợ với họ nhưng mà đến khi gần nó, đến khi gần nó hồi xong một cái nó quá tươi luôn cô chú anh chị và các bạn. Con mất tiêu làm như vậy. Cảm ơn cô chú anh chị cho kênh một like, một người đăng ký, một người chia sẻ nhé. Để kênh có động lực làm video tiếp theo cho cô chú anh chị và các bạn cùng xem. Đặt đặt con lúc đi. À chị không lo thì bây giờ đang ở trong đó cô chú anh chị và các bạn. Chị Hồng Loan bây giờ đang ở trong nhà nhé. Trước mặt của chúng ta là con của Bùm Bông. Con phụ Bùm Bông. Tên gì ốc thì quên rồi thôi cô chú anh chị và các bạn. Vâng. Vâng, cô chú anh chị và các bạn thân mến, thì trước những cái nguồn thông tin, trước những cái nguồn thông tin mà nói xấu chị Hồng Lo đó, cô chú anh chị và các bạn, cô chú anh chị và các bạn tin 70% thì có thể cho mẹ có tiêu nhé. Nhận cái lời cáo buộc đó, chị Hồng Loan cũng nương tay đồ này kia, cho nên chị Hồng Loan không làm lớn chuyện ra. Cái thật sự ra đó, cái đó làm lớn chuyện ra đó thì cũng không hay ho gì, nhưng mà tất nước chở bờ thôi cô chú anh chị và các bạn. Vâng, thì bây giờ ốc tiêu cũng qua bên chị Hồng Lo nhé cô chú. Cùng qua bên chị Hồng Lo. Lúc kia chị Hồng Lo nhé. Ốc tiêu không dám vô. Ốc tiêu không dám vô. Yeah.
Thế nào thì phòng lâu cũng làm là cùng nhau về thời của năm sẽ hay là